Hello, Phan xin chào tất cả anh em bà con. Hôm nay nhóm Pháp Văn tiếp tục lại đến tới cái khu nhà trọ của người Khmer ha. Đây là có 50 hộ phần, 50 hộ dân và có 50 phần quà. Thì trong cái lúc livestream đêm hôm qua, chính Pháp Văn đến đây trực tiếp và khảo sát thì thực tế nơi đây rất là khổ và cần gạo, thức ăn. Thì đêm hôm qua Pháp Văn đã về, đã đăng lên trên cộng đồng mạng và trên YouTube của Pháp Văn thì được rất là nhiều sự đón nhận của bà con và rất là nhiều anh chị em đã ủng hộ, là hoan coi như là nói là Pháp Văn làm chỗ này rất là ok và rất là đúng. Thì Pháp Văn cũng đã sáng nay cũng đã đi lấy mấy tấn gạo, nói chung là lấy khoảng 500 bao gạo, 5.000 bao gạo ha. Nói chung là Pháp Văn sẽ đi phát nhiều chỗ khác để cho nó xong luôn. Thì cái chỗ này á, là Pháp Anh có lấy một số mắm muối và ở đây á, mắm chứ và rau. Thì anh em bà con tới đây xem thử nè, Pháp Anh nó có những cái này nè. À, và đặc biệt cái là có một cái mạnh thường quân, người ta đã ưu ái cho cái chỗ này là có 5 cái mì và nhờ Pháp Anh phát cho chỗ này 5 cái mì và 3 hộp cá là riêng ha. Còn với mình đây nè, hôm nay là mình có mua cá, cá tươi nè, cá tươi, cá biển, cá tươi. Mình mua mỗi người cho mỗi người là 8 con hay sao. Và rau nè, và rau nè. Cái này là của các mạnh thường quân, cái này là người ta cho, đâm ra Pháp Anh lại tiếp tục cho một người tiếp theo. Rau. Còn cái mạnh thường quân là cái chị đó giấu tên, cũng ở khu vực Kinh Dương Vương thôi. À, cho 3 cá hộp, đây là bà con nhìn thấy là cá hộp nè, 3 hộp cá nè. Với 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cái mì. Là cái này là cho riêng ha, là của chị đó nha. Nếu mà chị có xem được thì đó, chị cũng thấy rồi. Hôm nay chính thức nhóm em sẽ giao tận tay cho gia đình này. Gia đình gì này. Còn gạo là Pháp Anh đã lúc nãy Pháp Anh có ghé chỗ chị Yến gạo, là Pháp Anh lấy lại gạo. À, chị Yến đã hỗ trợ cho Pháp Anh cái giá là rất là ok, hữu nghị để Pháp Anh đã lấy rất là nhiều. Thì công tác của mình cũng sắp sửa cũng đã xong để chuẩn bị đưa 50 phần quà về để đến trực tay tới tay bà con. Và bên ôi trời, cảm ơn. Thôi được rồi, được rồi. Rồi. Đi vô đây có người cho ủng hộ mình cho cổ nữa. Đi vào đường khu Phước Văn Bức. Đây sẽ rất là cho bà con người Khmer. Đó. Đó. Có cái bé, ủa bé này là bé, ủa bé này hôm qua bé con phỏng vấn bé đúng không, chú phỏng vấn con đúng không? Hả? Đấy hả em ơi, Hanh ơi, cái có mạnh thường quân gì gửi cho bé này 2 triệu, em lấy đưa cho bé 2 triệu. Đây là có một cái mạnh thường quân giấu tên, nói chung là ở trên mạng á, tôi thấy bé này thấy bé này nói chung là đáng thương, thì bé cô đã kêu là gửi riêng cho bé này 2 triệu. Thì mình thay mặt của cô mình đã rút tiền ra và mình sẽ trực tiếp đưa cho bé nha. Cảm ơn mấy bác mấy chú nha con. Cảm ơn bác mấy chú. Đúng rồi, ok. Đây đưa về. Con có gì muốn nói không? Có cần không muốn nói gì hả? Rồi ok con. Rồi không sao đâu.
thiếu gì, người không có người này giúp có người kia giúp. Như chú không giúp được con cái gì nhiều đúng không, chứ cho gạo này kia mà sẽ có những người khác người ta sẽ giúp cho con cái này cái kia là ok. Để sau này cái xóm mình nó sẽ nhiều người biết hơn và sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn, người ta tới để hỗ trợ cho mình hơn nữa. Tại vì cái xóm mình nó là rất là nhiều nhiều người ở trên mạng người ta chú ý cái xóm mình đó. Rồi con làm gì con làm đi nha. Cái bạn có nhớ mặt hai vị mạnh thường quân ngày hôm qua của nhóm mình chưa? Đó. Đó. Đây. Đây. Con tám xin mặt con. Rồi anh Pháp ơi. Ừ. Anh muốn vô chào anh em cái anh Pháp. Đây là anh Pháp mạnh thường quân của chủ lực của nhóm. Hai mạnh thường quân. Anh em mình cho hai mạnh thường quân một tràng pháo tay đi. Rồi, bây giờ hai mạnh thường quân chủ lực đứng phát quà đầu tiên cho bà con đi. Em đứng bên này nè. Rồi, chưa. Rồi, trên này nhận chú luôn đi. Đi đi, khóa đồ, đi đứng rồi, đây. Em cho anh. Rồi, giúp hàng đi từ từ lên. Hôm nay xóm mình là được rất là ưu tiên nha. Rồi. Chắc nha. Chứ cá này là cá tươi nha, xóm mình về làm sớm nha. Cứ khoảng cách từ từ. Từ người một lên rồi từ lên thôi. Từ từ lên thôi. Từ nha bà con. Cái xóm này là ưu tiên rất là được rất nhiều đồ. Phải bác coi cá có chưa? Rồi có rồi, có rồi, có rồi. Nhớ bà hành lên nha chị. Con né ra luôn đi con. Dưới này mình từ từ thôi, đừng có bu đông quá để người ta trên mạng người ta nhìn thấy á, là mình mất tập trung á, tại vì nó phải cách xa ra. Để nhiều khi nó lây bệnh á. Không được. Rồi thì đi thẳng vào phòng luôn nha. Bỏ tiếp 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 nhanh. Trời, bà sao bê được, bà đang bị tai biến mà sao bà bê nổi, cho ai bê bà giùm bà đi. Cần một đồng chí nhận đẹp phải không? Cần một đồng chí phụ đem cái này phần quà này vô cho bà cậu. Làm chứ chứ, cho bà gõ cáo rồi mà. Nhận do chị chủ nhận. Dạ. Cho bên nào vậy? Bà dùng ngon miệng nha. Tấm lòng, hôm nay mình sẽ hẹn. Cho mấy tấm thằng vô luôn chị. Rồi, bà con mình dùng ngon miệng nha. Rất mạnh thường quân và từng thành viên của nhóm. Mấy tháng rồi. Luôn lúc nào cũng tích cực với công việc. Thằng Như tao ra bắt. Cá luôn rồi, cá luôn. Vô người đã đi ăn tư luôn. Nè mình đứng xa xa. Giãn cách ra. Xa xa tí đi, đừng đứng rồi. Nguy hiểm lắm, nó bị Covid đó. Bây giờ mình không biết ai là bị Covid sẵn đâu nha. Bây giờ mình cứ đứng xa ra càng tốt. Nó nguy hiểm đấy chứ mà. Giãn cách ra nữa luôn. Em ra từ từ vô, quay từng để cho em đi coi cùng không mặt. Đó rồi đó. Tóm cái đi. Từ từ. Tóm cái ơi. Tóm cái đi. Khoan bà con ơi, hồi nãy tôi đã nói mỗi hộ. Ở đây là 35 phòng đúng không? 35 phòng đúng không? Hồi nãy là con thấy là đã nhiều rồi à. Nói chung là mình có ý thức một chút xíu, mỗi gia đình chỉ một người ra đúng thôi. Là một phần quà. Một phần đó hả? Ừ. Dạ. Chứ gia đình mà có 4 người lên 4 phần quà đâu có được. 4 người ra những 4 phần quà rồi người kia người ta ăn cái gì? Hả?
Rồi trên đất nước trên Sài Gòn mình còn rất là nhiều người nữa mà đúng không? Tại nhóm của con hả lo hết cái Sài Gòn mà. Đúng rồi chú, trời ơi chú người có người nhận rồi còn lên nhận nữa là chết luôn á. Gia đình mà năm người lên nhận là tiêu à. Về nuôi tiền nữa. Này là phải. Mà ví dụ hai người một hộ đi. Hai người. Một hộ 8 người. Ở đây hết 4 người. Là lấy hết 8 người nữa. Lát thiếu đợi. Đây, cái hộ này. Vô dọn mấy người biết nha. Để cái đây ha. Để cái này. Mỗi hộ chiếm một phần nói 35 hộ là nó cho 35 rồi. Đúng rồi, ta tính hết rồi, tại nó còn nhiều bên kia, mấy kia. Phan con. Mì. Mì. Mì với cá mồi đó nó mì. Ê, mì với cá mồi cho con nha. Không lấy gạo thì đó, ưu tiên cho bịch cá. Quá thiệt tình luôn. Rồi giờ dùng ngon miệng nha. Đứng đi. Bỏ bỏ xuống đi. Bé bông lên đi. Kêu bé bông ơi, thì chị lên đây cầm này mấy thấy. Rồi, em chơi cũng được rồi. Chưa con còn nữa con. Trời ơi nãy giờ mình có bị thì cải mì. Lấy mì đưa lên. Rồi về á, vô ăn miệng em trai. Hôm nay em nhận được cái phần quà này của các mạnh thường quân thì em thấy trong lòng em như thế nào? Rất là vui hả? Dạ. Hồi bữa giờ có ai hỗ trợ mình nhiều chưa? Không có luôn. Rồi. Thôi em vô dùng ngon miệng nha. Rồi. Rồi tiếp theo nhanh. Giãn cách ra chút xíu cưng. Dê về chút xíu, giãn ra chút xíu đừng sát quá. Rồi. 35. Cái sớm này là 35, còn cái sớm bên hông á là 15.
nghĩa là 15 phần này là xong là mình cắt, là do cảm tự giải quyết. Chứ đâu có, tôi để mà ra một nhà lấy 2-3 phần đâu có được. Tại hồi nãy em vô làm ba đó báo là mỗi hộ một người ra đại diện nhận quà. Giống như ngày hôm qua cái hộ lúc đầu mà 8 người á. Lúc đầu 8 người mà ra nhận 8 phần là chết luôn á. Rồi chưa, còn lại 15 chưa? Rồi, vậy bên đây còn 4 phần phải không? Rồi. Không. Còn giờ rải dài mà. Còn mấy phần Phan? 1 nè, 2 nè, 3 rồi. Còn 3 phần đúng không? Rồi ba người. Rồi. Còn ba phần đó đúng rồi. Nè, 1 2 3. Còn ông này nữa nè, ông này ở chổng nữa nè. Phải không? Chồng em hả? Ở chồng em ở đây một phần. Rồi. Em bỏ ở đây thì ba người đó. Rồi xong rồi ha. Rồi bây giờ đã, bây giờ em chồng em đúng không? Rồi bây giờ em cầm vô trước đi. Còn anh ở lại anh phụ tôi chút xíu luôn nha. Bây giờ sẵn nhà là nhà luôn ra. Vô vẻ. Dạ. Cái đó riêng ra là 15. 10 à? Rồi. Bây giờ hai anh đem hai phần quà vô nhà mình trước đi. Đem vô nhà đi rồi ra hỗ trợ cho nhóm mình. Bà con nhóm mình, xóm mình nè. À. Mỗi một ở đây 15 phòng đúng không? 16, 15, xong qua báo 15. Xong qua báo 15. Hồi đó mình chơi game không? Vậy là 16 phải không? Ủa, nhà đó già quá, trời ơi. Cái này chắc tôi vô tôi mượn tiền luôn quá. Nhà đó ngăn phòng đó. Ngăn phòng phải một nhà đâu. Hồi xưa nhà đó tới 4 phòng lận. Không phải một nhà đâu. Vậy là ở đây trong đó luôn là 15, 16 phải không? Rồi. Mỗi một hộ, một người đại diện ra nhận quà của nhóm của Hoàng với Pháp Anh và cùng với các mạnh thường quân tài trợ thêm một phần quà nữa là 15 gói mì và 3 hộp cá mòi. Rồi, mời bà con ra nhận quà. Mỗi hộ một người nha. Không, không, không. Được. Anh này là người ta đi đá, bạn né cho người ta đi đá. Đứng sát vào một bên. Đứng. Rồi, hai bên luôn, hai bên giãn cách ra. Hai bên giãn cách ra. Giãn cách 2 mét bà con ơi. 16. Rồi, tập. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lên đây, 7, 8, và sao dư một người thì nữa? 16 người ạ. 16, tôi được bàn đếm 17, còn bạn lấy đâu ra thêm một phần. Một hộ chỉ một phần thôi. Rồi dồn lên. Rồi bây giờ Hoàng cũng thông báo với bà con xóm mình luôn là hôm nay nhóm của Hoàng, đây là cô Tám Nhung và anh Pháp, đem đến những phần quà
tình yêu thương đến với xóm mình. Cộng thêm đó, có Mạnh Thường Quân xin dấu tên là hỗ trợ cho nhà, cho cái xóm của mình là 15 gói mì và 3 hộp cá mòi. Các anh em xóm mình đã nghe được cái tin như vậy, xóm mình có vui không? Rồi, bây giờ cho đồ lên đi rồi. Xeo lên đi, chìm xuống ba cái dao đó. 15 phần đó. Chúng tôi luôn luôn muốn bà con được no đủ. Tuy rằng chúng tôi là một nhóm nhỏ thôi, nhưng mà hiện tại thời điểm này dường như là chỉ còn có nhóm mình hoạt động được thôi, không ai như đây hoạt động được hết. Cái nhóm thiện nguyện đều phải ngưng. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn tìm mọi cách để đem những phần quà yêu thương đến với bà con. Ủa giống tụi mình vậy? Không, đó bên cơ quan. Rồi, bây giờ bà con lên. Rồi, mời chị. Anh lên đây. Mỗi người anh lấy tháng chừng 2-3 tép hành cho bà con vô kho cá ăn. Cho là cho đầy đủ. Rồi, Phan qua đây lấy miếng hành nữa. Chị thấy khi mà chị nhận được một phần quà yêu thương của nhóm như vậy á, chị trong người của chị thấy thế nào? Chị có thể phát biểu được cái cảm nghĩ của mình hiện tại? Thấy cái gì là rất cảm động và vui mừng, giờ muốn khóc. rồi, chị về dùng ngon mẹ, có nhận có phần quà mà muốn khóc luôn, trời ơi, tội nghiệp quá. Rồi, về dùng ngon mẹ anh. Rồi, từ từ đi em. Rồi, cảm ơn coi chương trình tài trợ tụi em. Thẳng ra ngay với bà này trước nó nhỏ nhưng mà rất là ý nghĩa. Rồi. Em ơi. Lát em quay qua cho thuốc em. Rồi, người đó, anh Hoàng đó là tối nó bị nhiễm chị Tám nói là bà kia, nó không phải. Rồi em trai này tiến tới chuẩn bị. Rồi, đi lên em. Tiến tới chuẩn bị cưng. Rồi dùng ngon miệng em. Rồi cái chú này qua một bên luôn. Cứ khoảng cách, cứ giữ khoảng cách cho Hà Hoàng nha mấy anh chị. Cầm khép sát cái tay vô, cầm hai tay lại nè, ừ đó. Đã chưa? Về dùng ngon miệng nha. Khép hai tay lại chị ơi. Còn hành luôn, cá chưa? Có bịch cá chưa? Rồi. Cá có rồi. Có cá rồi thôi. Vô thẳng hai tay nè, khép vô, khép tay vô, đúng rồi. Vô đây. Vô đây. Hôm nay bà xã mới mắc mới đem cốt về. Về tới qua gặp giao lưu rồi. Vậy là còn hai phần đúng không? Đây còn bịch còn ai còn mấy người nữa? Đây, em trai này đúng không? Em có nãy giờ ở nhà có ai lãnh chưa? Chưa có. Ở đây nè, em bán đàn. Rồi em lãnh luôn. Em lãnh luôn đi. Rồi em phát rồi. Rồi. Rồi, đưa lại. Cái này nó bị ấy nè anh. Đứng ra đi. Rồi em đứng đó đi. Rồi cái nhóm né qua. Để đứng đó đợi chút. Có test chưa?
Tết hồi nào? Mới đây hôm nay phải không? Anh Hoài. Trên xe có thuốc ở trên xe. Bấm. Hỏi đồ ai, đồ ai. Nhắm mắt lại. À, tiếp xúc ấy gần rồi. Không kìa, tôi chưa có chích gì hết luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến tới cái Không. Con xin chào và hẹn tất cả bà con với những video tiếp theo. Thì cái chỗ người Khmer đã 50 phần quà và trong này có 15 phần, có trong đó có một số người bị nhiễm Covid. Thì Pháp Anh cũng đã, anh em nhóm Pháp Anh cũng đã bảo bọc, đeo băng tay, nón bảo hiểm đầy đủ hết rồi. Cho nên là nhóm Pháp Anh đã đây. Thì anh em bà con cũng thấy rồi, đó là những cái hình ảnh thực tế Pháp Anh đưa tới và gửi tới tất cả bà con. Thì Pháp Anh cũng có nói rất là nhiều lần, Pháp Anh, nhóm Pháp Anh đã tự bỏ công sức ra đi giúp cho bà con, thì Pháp Anh sẽ đi khảo sát để giúp cho cái người cần nhất ha. Cho nên là anh em bà con mà có xem được clip này hãy chia sẻ ha, nhớ cho một cái like nha và đăng ký chia sẻ của mình. Bye bye.